Trước tiên, cảm ơn các bạn Phát Nguyễn, Mayhem 206, 00828, Hiên Ninh, Hoài đã là hành khách của chuyến tàu thời gian trong suốt 9 tháng qua. Trải qua hàng tỷ năm, trái đất đã bắt đầu có những sự sống đầu tiên trên cạn. Cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Silur đã tạo điều kiện cho các loài lớn có thể tiến hóa thành các dạng sống bậc cao hơn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Máy Thời Gian. Mình là Lẻn. Tiếp nối chặng đường dở dang sau kỷ Silur trong Đại Cổ Sinh, mình sẽ đưa các bạn đến với kỷ Devon, buổi bình minh của các động vật di chuyển bằng tứ chi, hay còn được gọi là động vật bốn chân. Điều kiện tự nhiên. Kỷ Devon là kỷ thứ tư trong Đại Cổ Sinh. Thời kỳ này bắt đầu từ khoảng 419 triệu năm trước và kết thúc cách đây 358,9 triệu năm. Kỷ Devon đánh dấu sự bùng nổ của sự sống trên cạn, của cả thực vật lẫn động vật. Những thay đổi lớn về khí hậu và địa lý cũng xảy ra trong thời gian này. Các nhà khoa học tìm thấy rất ít hoặc không có bằng chứng nào về các chòm băng ở vùng cực từ kỷ Devon, không có sự khác biệt đáng kể về nhiệt độ ở xích đạo và vùng cực. Sự phân bố rộng rãi của các bể khoáng chất bay hơi ở Bắc Bán Cầu, độ phong phú của các mỏ than ở một số nơi trên thế giới, các sa mạc rộng khắp và các san hô carbon nát. Nhiều mỏ muối kỷ Devon có tốc độ bốc hơi cao là những bằng chứng cho thấy nhiệt độ của kỷ Devon cao hơn các kỷ trước. Bằng cách nghiên cứu hóa thạch của các dạng san hô, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng kỷ Devon có tuổi thọ rất dài. Trái đất mất 420 ngày để hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời thay vì 365 ngày như hiện nay. Thế giới kỷ Devon bao gồm nhiều lục địa và đại dương với nhiều kích cỡ khác nhau. Lục địa lớn nhất là Gondwana, nằm hoàn toàn ở Nam Bán Cầu. Nó gồm Nam Phi, Châu Phi, Úc, Nam Cực và Ấn Độ ngày nay. Lục địa lớn thứ hai là Laurasia, nằm ở phía tây bắc Gondwana và tương ứng với phần lớn Bắc Mỹ và châu Âu ngày nay. Nhiều lục địa, tiểu lục địa và địa khu nhỏ hơn khác nằm ở phía đông Laurasia và phía bắc Gondwana, tương ứng với các khu vực của châu Âu, Đông Nam Á và Trung Quốc. Thời kỳ này có hoạt động kiến tạo lớn, nên vì thế mà các lục địa lớn như Laurasia và Gondwana xích lại gần nhau hơn. Mực nước biển toàn cầu cao và phần lớn đất liền nằm dưới vùng biển nông, nơi mà môi trường sống của các sinh vật dạng san hô nhiệt đới. Đại dương thế giới Panthalassa chiếm phần lớn diện tích Bắc Bán Cầu và phần phía đông Gondwana. Các đại dương nhỏ khác là đại dương cổ Tethys và đại dương Re'ik thì nằm xen kẽ giữa các lục địa. Với nhiệt độ và môi trường perfect như vậy, rất nhiều loài cá ở biển và ở nước ngọt cũng xuất hiện trong thời kỳ này. Vì thế, kỷ Devon còn được gọi là thời đại của các loài cá. Thời đại của cá. Mực nước biển ở kỷ Devon nhìn chung rất cao. Các quần thể động vật biển tiếp tục bị chi phối bởi các loài cũ như bọt biển Bryozoa, động vật tay cuộn, các loài ốc sên nhỏ. Và đặc biệt, đây cũng là thời đại của san hô. Trong số các loài động vật có xương sống, loài cá giáp không hàm Ostracoderm suy giảm đa dạng. Trong khi đó, loài cá có hàm Nostotum lại gia tăng ở biển và các vùng nước ngọt. Cá da phiến bọc thép xuất hiện nhiều trong giai đoạn đầu của kỷ Devon và bị tuyệt chủng vào cuối kỷ Devon do sự cạnh tranh thức ăn với các loài cá khác. Các loài cá sụn đầu tiên, Contrichthyes, cũng trở nên đa dạng và đóng một vai trò lớn trong vùng biển kỷ Devon. Chi cá sụn đầu tiên là Cladophis xuất hiện mọi đại dương trong kỷ này. Sự đa dạng lớn của các loài cá vào thời điểm đó đã khiến kỷ Devon được đặt cho cái tên thời đại của cá trong văn hóa đại chúng. Trong khi đó, ở trên cạn lúc này, cuộc sống đã diễn ra tốt đẹp trong quá trình thuộc địa hóa lục địa. Các khu vực rêu, thảm vi khuẩn và tảo của kỷ Silur đã được kết hợp sớm với các loài thực vật có rễ nguyên thủy, tạo nên ngôi nhà chung của các loài động vật chân đốt như ve, bọ cạp, bọ Trigonobit và nhiều loài chân khớp. Cuối kỷ Devon đã chứng kiến sự xuất hiện của rừng rậm với các loài thực vật nhỏ ban đầu như thông đất, thạch tùng, Lycopodiophyta, cỏ tháp bút, Sepnophyta, dương xỉ và tiền hạt trần cũng dần tiến hóa. Đa số trong số chúng đã phát triển rễ và lá đúng nghĩa. Và một số loài thậm chí có thân đạt đến chiều cao ấn tượng. Nhóm tổ tiên của dương xỉ Archaeopteryx với thân giống cây thần gỗ đã trở nên to lớn, giống như một loại cây gỗ thực sự, đánh dấu những dấu hiệu đầu tiên của thực vật thần gỗ trên trái đất. Đến cuối kỷ này, những thực vật có hạt cũng bắt đầu xuất hiện.
Tetrabot. Cùng với sự phát triển đồng bộ cả trên cạn lẫn dưới nước, phép màu đã xảy ra trong kỷ Devon, khi các loài động vật bốn chân đầu tiên xuất hiện và bắt đầu di chuyển từ dưới nước lên cạn. Môi trường nước nông đã trở thành động lực chính, giúp thúc đẩy sự tiến hóa của các loài sinh vật. Đặc biệt, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loài cá bắt đầu khám phá và thích nghi với môi trường trên bờ. Sự thay đổi về môi trường này, cùng với các yếu tố tiến hóa khác, đã giúp cho việc xuất hiện và phát triển của các loài tetrapod, những loài động vật có bốn chân đầu tiên. Những tetrapod này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử tiến hóa của cuộc sống trên cạn, mà còn mở ra một trường mới trong lịch sử sinh học của trái đất, khi các sinh vật từ môi trường nước dần chuyển hóa và thích nghi với cuộc sống trên lục địa. Các động vật tiêu biểu cho các loài tetrapod bốn chân này gồm có: thứ nhất là Tiktaalik, thường được coi là một hình thái chuyển tiếp giữa cá và lưỡng cư. Tên Tiktaalik có nguồn gốc từ một từ trong ngôn ngữ của người Inuit, nghĩa là cá lớn nước ngọt. Với cả vây và chân, Tiktaalik kết hợp các đặc điểm của cả cá và tetrapod đất liền. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là cổ linh hoạt của nó, cho phép nó nâng đầu, một khả năng không thường thấy ở các loài cá. Ngoài ra, nó có hệ thống xương nâng đỡ vùng ngực, cho thấy khả năng di chuyển trên bề mặt đất. Tiktaalik là một cầu nối giữa hai giai đoạn tiến hóa lớn, giai đoạn mà các sinh vật chuyển từ cuộc sống dưới nước sang cuộc sống trên cạn. Thứ hai là Ichthyotega, một trong những hóa thạch lưỡng cư đầu tiên được biết đến, nằm ẩn trong các lớp trầm tích của Greenland từ cuối kỷ Devon, khoảng 363 triệu năm trước, với xương sọ to và rắn chắc kết hợp giữa đặc điểm của cá và lưỡng cư. Dù có bốn chân gần như là hoàn chỉnh của một tetrapod trên cạn hiện đại, nhưng chúng vẫn giữ lại một số đặc điểm của bộ vây của cá, đuôi của nó, vẻ ngoại hình giống như vây cá, không chỉ phản ánh nguồn gốc nước của mình mà còn giúp trong việc bơi lội. Xương sống chắc chắn của nó cho thấy sự thích nghi với cuộc sống trên cạn, trong khi việc giữ lại mang giống như cá chỉ ra rằng nó vẫn có khả năng lấy oxy từ cả không khí và nước. Từ những sinh vật bốn chân đầu tiên này và những thay đổi về mực nước biển, trọng tâm của sự sống giờ đây bắt đầu chuyển mình từ những dạng sống dưới nước sang những động vật có xương sống di chuyển trên cạn. Và đó là những đặc điểm nổi bật của kỷ Devon. Trong tập sau, chúng ta sẽ đến với kỷ còn lại của đại cổ sinh Paleozoic, kỷ than đá. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Bye bye!